ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីវិធីធ្វើមុខម្ហូបថ្មីចង់ដឹងថាថ្ងៃនេះយើងធ្វើមុខម្ហូបអ្វីតើឥឡូវយើងចាប់ដើមទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើងាវអប់មកទេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងមកមើលគ្រឿងផ្សំថាតើគ្រឿងផ្សំមានអ្វីខ្លះសម្រាប់គ្រឿងផ្សំគឺមានងាវកន្លះគីឡូងាវនេះគឺយើងលាងទឹកឲ្យបានស្អាតណាអ្នកទាំងអស់គ្នាទឹក
mật tê hơi sum rap phơi tập chỉ rồi lúa mật sai sụp rồi đi rồi chma mật tê sro rồng đen sạc rồi sao có sạc rây hắn nâng trò đá lôi mình nhóm sum rap phơi nghêu ọp nào bao giờ chia làm bốn nhưng do nghêu rồi bao giờ để ban liền hỏi ban sạc nắng do mà đặt nâng chan muối còn to mỡ đậm bơ có số con mong tiếc dương vừa cài đặt chén tôm mong tiết dân mẹ tập trị cho mặt tê hói sai sụp rồi đi có sạc cây rồng đen lắc đầu sao nâng mặt tay sọc tóm mỡ viên xe ca cho bà ấy thương mà bà ấy thương xe ca viên thêm xong mở mặt thêm score nhiều rồi bao giờ chỉ mỗi nắng rồi đa lời mình nhớ làm bây giờ tại hàng mình chặt cái đàn dây phần năng nó tổng bao nhiêu chặt nhiều rồi bao nhiêu chối dạy
chập bị chuồn bên đó này đó đi bao nhiêu bà dân cứ bán chập rồi rồi ăn hai chăng dân chập đang từ và cắt lên nằm bay đặt ăn nhiều rồi bà dân lấy dân và ca cắt lên bay ăn nhiều dân và ca cắt lên nằm bay đi ăn nhiều ăn rồi bà dân dân đang chăm mong bây giờ bên mình nhớ cái gì vậy lời dân mặt phơi tập chữ lũ mệt xâm đạp nhằm thầm bây nâng nhiều ốc là bỏ dân trường xăm bỏ tăng mệt cư miên xó xó, hồng bơ, bị chén nâng mệt dân lê bị châu khí miên tọ má dân cho bạch rồi chú má châu lời dân môn cho bạch của chú má dân cho bỏ lại châu khí xinh chăm lũ tơ sơ rô chít ấy chăm dân thay mà làm cao tiết nữa mà đẹp dương cứ ban rồi có ở hơi chẳng dương đông chăm ơi dù ọc bỏ dương cho anh sân lấy dương mà mừng dù bỏ dương sân thành ai cho anh hai đừng nữ lấy nhiều được bao nhiêu cứ ban cho anh o hai Thank you.